Khôi rất vui được gặp lại quý cô chú anh chị trên kênh Khôi kể chuyện. Ngay sau đây, Khôi xin gửi đến cả nhà mình tập 4 của bộ truyện Bão Ngược Gió, tác giả Miên Lam. Xin mời cả nhà mình cùng lắng nghe. Tiếng ngáy vang vọng ra ngoài, Tường không ngủ được, đi ra ngoài hút thuốc. Qua hành lang, thấy đèn vẫn sáng mà tiếng ngáy đều đều. Anh hé mắt nhìn vào khe cửa. Căn phòng lộn xộn bừa bộn, đầy đủ đồ đạc trên giường. Xem ra có vẻ đã chuẩn bị tâm thế rời khỏi đây. Người kia nằm ở bàn ngủ ngon lành, nhưng tay vẫn cầm bút. Trong phòng vô cùng yên tĩnh, chỉ bật đèn ngủ ánh sáng vàng mờ ảo. Hằng ngủ trong mơ màng không biết gì. Tường định dắt cô lên giường, nhưng nhìn xuống bụng đã to, đành để cô nằm trên bàn ngủ. Quần sáng dịu nhẹ từ chiếc đèn ngủ hình vòng cung chiếu xuống góc bàn mờ mờ ảo ảo, anh không thể nhìn rõ mặt. Mái tóc lòa xòa nửa đỏ nửa đen che kín, chỉ để lộ cái mũi dọc dừa trắng ngần. Tường nén tiếng thở dài, chuyển ánh mắt đến tờ giấy A4 bị cô trì dưới tay cầm bút. Đôi đồng tử của anh khẽ giãn ra. Trong vòng tròn hồng tâm, tên Thạch Vĩnh Tường tô đậm, miệng anh nâng lên không khép được. Cô ta lại dám tình nghi anh sao? Láo thật, để xem có tìm được thủ phạm không. Anh lấy điện thoại ra chụp hồ sơ của Hằng rồi để vào chỗ cũ. Anh về phòng làm việc, mở sơ đồ mà Hằng vẽ ra nghiên cứu. Tất cả các chi tiết đều được cô nói lại rõ ràng. Bằng con mắt của một luật sư, có thể nhận ra được người thuộc diện tình nghi. Tuy nhiên, check camera thì không thấy ai động đến cái hộp bánh đó của Hằng. Vậy thì chỉ có thể là trước những ngày đó, vào ngày anh và Hằng đi khám thai. Ngày hôm sau, Hằng đã dậy rất sớm, đã chuẩn bị tâm thế chuyển đi khỏi nhà này, nhưng vẫn không thể nào quen nổi. Cô sẽ phải ở một mình với một điều dưỡng khô khan như Kristen, không còn có người chuyện trò ríu rít như dì Bích Nụ nữa. Cô đi ra giường, chụp hàng tá những bức ảnh để phòng khi nằm ổ còn gửi cho mẹ. Tường cũng có thói quen dậy sớm chạy thể dục, thấy cô gái kia đang hớn hở selfie mọi góc trong căn nhà. Làm gì mà dậy sớm vậy? Tôi chụp ảnh, mai chuyển đi rồi. Đi đâu? Chẳng phải dì Vân nói tôi sẽ chuyển khỏi nơi đây sao? Ở đây đi, còn tôi cần điều kiện tốt. Nhưng mà ở đây mà điều tra xem tôi có phải kẻ tình nghi số 1 không. Nói xong, anh chạy thẳng ra đường. Hằng nhìn theo bóng dáng anh ta, ôm một bụng thắc mắc. Tại sao anh ta biết được cô liệt anh ta vào dạng tình nghi số 1? Đúng là không thể xem thường một luật sư. Con bé trong bụng khẽ quậy một cái. Hằng nhìn xuống bụng, mỉm cười. Mấy hôm nay đạp mạnh hơn. Tối hôm qua cô mãi suy nghĩ rồi buồn sầu, hai bé dường như cũng nằm im, bây giờ lại quậy thế này, chắc là nó biết cô đang rất vui khi không phải chuyển ra khỏi đây đây. Tường chạy một vòng về, ăn sáng xong gõ cửa phòng Hằng. Có một số nghi vấn phải kết hợp với nhau mới mong tìm ra được thủ phạm. Hằng mở cửa, tay vẫn đang lăm lăm cây bút trong tay. Từ hôm qua đến giờ, cô cũng không thể nào làm được việc gì ngoài suy nghĩ về thủ phạm. Anh có việc gì? Chúng ta vào việc luôn đi. Việc gì cơ? Xét từng đối tượng tình nghi, cô điên hay sao mà nghĩ tôi hại cô vậy? Chỉ vì có anh ngồi trong xe với tôi lúc mua sầu riêng. Kỳ thật, Tường chỉ muốn cốc vào đầu Hằng một cái về cái sự ngu ngốc của cô. Sợi dây tìm thấy trong hộp cơm sầu riêng, vậy là lúc làm bánh, mắt cô để sau lưng hay sao mà nghi ngờ được tôi? Hằng thẹn đến đỏ mặt, giờ nghĩ lại mới thấy hình như mình sai sai. Bây giờ cô nhớ lại tất cả các chi tiết từ lúc bước xuống khỏi xe cho tôi. Hằng ngẫm nghĩ cũng phải đến 5 phút sau mới ra. Cô bước xuống xe, đi vào tủ lạnh, cho sầu riêng vào hộp đóng kín lại để cái mùi ấy không thoát ra ngoài. Tất cả chỉ có thế thôi. Tôi đã kiểm tra camera phòng khách. Trong thời gian 2 ngày nay, chỉ có Kristen và dì Nụ vào bếp. Người lấy chiếc vòng cổ là một trong hai người này. Kristen thường ngày đối xử với cô thế nào? Chị ấy bình thường, quý tôi mà,
điều dưỡng thì làm bổn phận của mình thôi. Cô thấy ai khó gần nhất trong nhà này? Mẹ anh và chú Vi Ca. Được rồi, chiều nay có kết quả. Anh nhớ đấy, phải thay trời hành đạo. Hằng bực tức đứng dậy hùng hồn nói. Đột nhiên cô bịt mũi lại, qua kẽ ngón tay rỉ ra vết máu. Giấy cho tôi. Tường dội rút giấy ăn trên bàn chặn lại mũi của cô. Sao thế, cô bị làm sao? Không sao, máu cam thôi. Đi viện nhanh. Không cần, là triệu chứng của thai kỳ mà. Tường nhìn đống khăn giấy thấm máu vứt trên bàn, đột nhiên lại thấy thương thương. Còn có cả những triệu chứng thế này khi mang bầu sao? Lúc trước Kiều Anh đâu có nghén thế này nhỉ? Anh không ý thức được giọng của mình đang dịu xuống. Cô hay bị như thế này không? Cũng thi thoảng thôi, do thay đổi hóc môn ý mà. Không đáng ngại đâu, hai đứa bé vẫn đạp hàng ngày. Còn triệu chứng nào mệt mỏi nữa không? Không, tôi hay buồn ngủ, với cả đau lưng thôi. Từ nay có bất kỳ khó chịu nào thì phải nói để tôi gọi bác sĩ tư vấn. Không cần đâu, dù tư vấn qua điện thoại cho tôi cũng được, anh ấy nhiệt tình lắm. Tường về phòng, lên mạng tra cứu các triệu chứng của thai phụ, rồi đặt một lô một lóc các sản phẩm hỗ trợ đau lưng cho bà bầu. Sau đó lại liên lạc với bác sĩ điều dưỡng, lên thực đơn bổ sung canxi cho Hằng. Buổi chiều hôm đó, Hằng đang ngủ lơ mơ, thì thấy dì Nụ đập cửa gọi dậy. Mới 2 giờ chiều mà, bác dậy sớm làm gì không biết. Con bé này, dậy nhanh đi, vào phòng khách tham dự cuộc họp đối chất. Là cái gì vậy dì Bích Nụ? Vào rồi biết, cuộc họp này mỗi năm sẽ họp một lần đấy. Hằng dỡ áo len trùm kín người, rồi nặng nề tay chống eo đi ra phòng khách. Cả nhà đã đầy đủ, chỉ thiếu mỗi cô. Nhìn mặt ai cũng có vẻ rất hình sự. Cái cuộc họp này là gì vậy? Chẳng phải là bắt cô chuyển đi ra ngoài chứ? Chuyển thì chuyển, lại còn họp hành nữa cơ. Tự dưng thấy tim đập mạnh, như thể hồi bé bị mời cha mẹ lên họp phụ huynh. Tường nhìn Hằng tay chống eo, có vẻ không được thoải mái, đồng tử hơi co lại. Cô ngồi đi để tiến hành họp. Bà Vân hờ hững. Lên phiên chất vấn nhanh đi con, chiều mẹ còn phải đi tiệc. Hằng cố nén cười. Cái nhà này vui quá, bà Vân không phải là cựu luật sư đó chứ. Chất hài ngày thường của dì Nụ đâu rồi, mà nhìn mặt căng như dây đàn vậy. Chỉ thiếu mỗi dành móng ngựa nữa là thành tòa án rồi. Bắt đầu từ cô Vi Hằng, cô có ghét ai ở cái nhà này không? Cứ nói thật đi, mỗi năm nhà này lại có một lần họp vào trước Tết để cởi bỏ tất cả những khúc mắc trong lòng mọi người. Cô là người mới, cho cô phát biểu trước. Hằng nhìn đến bản mặt lạnh như tiền của Tường. Đây hẳn là dáng vẻ của anh ta lúc lên tòa, đáng sợ thật. Tôi không có ghét ai. Cô nói thật, không e ngại ai. Thật chứ, tôi dối làm gì? Mỗi lời nói của cô sẽ là bằng chứng để tôi lập hồ sơ đấy. Hằng xanh mặt. Anh ta nói cái gì mà nghiêm trọng vậy? Hay là ai lại ghét cô rồi đổ tội cô làm gì nữa? Tôi... Cháu sợ dì Vân nhất. Hằng nhắm tít mắt lại. Nói ra khỏi mồm mới thấy mình ngu và liều. Cái mồm này chỉ biết ăn cơm với cá. Một câu nịnh nọt cũng không biết thốt ra. Tôi làm gì mà cô sợ? Bà Vân nhấp một ngụm trà hoa, hỏi. Bởi vì dì ít nói chuyện với cháu. Dì là chủ nhà, cháu chỉ ở nhờ thôi. Cháu sợ dì không vừa ý cháu sẽ không được nhận tiền. Cô nghĩ mẹ tôi trẻ con vậy à? Cho nên cô lấy cái dòng cổ đó phải không? Tường nhìn vào mắt một người đằng kia. Hằng ngớ người. Anh ta đang gài bẫy cô đây mà. Cái con người này thật là. Cô không thể để anh ta kéo mình vào trong dễ dàng như vậy. Anh nói cái gì? Cái sợi dây nhỏ xíu, thiết kế thì xấu hoắc. Đến dì Nụ cũng chê thì tôi lấy làm gì? Giá trị có bằng cái dây của tôi đạt không? Bà Vân đã giận tím mặt. Cái dòng cổ tâm huyết của bà, con bé kia lại có thể bô chê trước mặt mọi người. Có khác nào nó tát một cái vào mặt mình không? Tường nhìn sang mẹ, cười cười. Xong phiên của cô Hằng, đến lượt dì Nụ. Dì có bao nhiêu cái dây chuyền? Dì sao mà nhớ hết vậy con? Mỗi bộ quần áo dì đeo một cái dây,
Thế mới là mô đen chứ. Tủ của dì có bao nhiêu bộ quần áo? Dì đâu có biết. Dì thích màu vàng đúng không? Không, màu vàng á chị Vân thích, chứ dì đâu có thích. Gu của dì á là màu hường ngang con. Chị Britney của dì cũng thích màu hường đó. Còn có thấy trong MV chị nụ của dì mặc... Tường ngán ngẩm ngắt lời. Cứ động vào mặt Britney một cái là dì nụ lại tuôn ra như một cái máy. Được rồi, được rồi, được rồi. Hết phiên của dì. Đến chú Vika, chú có ăn được sầu riêng không? Không ăn được. Mỗi lần bà chủ mang cái quả hôi hám đó về, tôi phải trốn tiệt vào kho. Vậy tại sao chú lại vào bếp ngày hôm qua? Cô Hằng có nhờ tôi vào lấy kéo cắt ri băng trang trí. Chú có mở tủ lạnh không? Không, tôi lấy kéo, mở tủ lạnh làm gì? Được rồi, chú đã xong. Đến chị Kristen, chị ăn được sầu riêng không? Quả đó thúi hoắc, Chris ăn làm sao được? Ngửi cũng không được sao? Không chịu được, mắc ói lắm. Ok chị, được rồi. Tường nhìn một lượt mọi người, rồi cuối cùng nhìn Hằng. Cô Vi Hằng nghiện sầu riêng đúng không? Hằng nhớ mày nhìn anh ta, có liên quan gì sao? Cô gật đầu. Cô mua 2 muối cơm sầu riêng làm bánh hết 1 muối, rồi cô tranh thủ ăn nửa muối còn lại trong lúc làm. Ồ, thằng cha này còn quản cô ăn sầu riêng nữa cơ. Đồ đàn ông nhỏ mọn. Cô thấy hai đứa nhỏ đạp mạnh một cái, đến con nó còn phản đối bố nữa là. Tôi ăn đồ tôi mua, sáng tí kinh tế nào của anh ư? Anh rình mò tôi ăn hay sao mà biết tài tình vậy? Tôi nhìn Cam chứ đâu cần rình. Tôi thấy cô ăn xong còn không thèm vứt hộp, vẫn còn, cho nên cô cho vào tủ lạnh đúng không? Hàng dỗ trán. Thôi đúng rồi, nửa muối sầu riêng của cô đâu? 500.000 Việt Nam đồng của cô đấy. Đang định mở mồm chửi đứa nào ăn hết của cô thì Tường chặn họng. Có tiếc cũng nằm trong thùng rác rồi. Có người ngửi không được ra ngoài hiên nôn ọe đấy. Tường nhìn sang Kristen mặt tái mét mỉa mai. Chị Kristen giải thích đi chứ. Chị vào mở tủ lạnh ra giả giờ dọn rác, cho sợi dây chuyền vào hộp rồi dắt nó vào thùng rác. Chị làm vậy với động cơ gì? Cả nhà há hốc mồm đổ dồn ánh mắt vào điều dưỡng. Chỉ có bà Vân vẫn bình thản uống trà như không. Hằng nghiến răng ken két nhìn chị Kristen, chỉ muốn tổng sỉ vả. Nhưng cô kiềm chế lại, cô tiết chế hơi thở, gương mặt đã đỏ rần. Chị Kristen, sao lại hại em? Tôi xin lỗi, tôi sẽ đền. Dì nụ biểu môi. Gớm, cô gan ăn cắp, cô gan lội hồ. Làm từ hôm qua đến giờ, ai cũng đổ lỗi cho con bé Hằng. Cháu tôi nó mà trầm cảm thì cô chết. Suýt nữa thì cái công dung ngôn trí hạnh của tôi bị cô đạp đổ rồi. Cái sợi dây đó không đáng giá bao nhiêu. Nhưng từ mai cô không cần đến đây nữa. Gia đình chúng tôi không muốn cọng rắn cắn gà nhà. Bà Vân bây giờ mới lên tiếng. Kristen mếu máo, nước mắt rơi lã chả. Xin bà chủ đừng đuổi tôi. Tôi không bao giờ hại hai đứa nhỏ. Chỉ vì tôi thích luật sư Thạch. Cả nhà sững sờ trước lời thú nhận của điều dưỡng. Dì nụ nhỏ giọng bên tai Hằng. Con Chris lú rồi Hằng. Dì sợ nó đâm chết dì quá. Dì cũng hay nấu cho thằng Thường ăn. Mà nó nghĩ dì muốn lái máy bay thì hỏng đấy. Hằng nhìn lén sang Tường rồi quay đi chỗ khác, ngoác miệng cười. Ai chà chà, tảng đá cũng có người mê. Mà được tỏ tình, anh ta lại có thể mang cái bộ mặt cứng ngắc không xi nhê gì. Xem ra cô dễ chung tình với Kiều Oanh thật. Tường lạnh lùng lườm cô một cái, y hệt mấy đứa trẻ con lôi chôi trên tòa. Hay ho gì mà cười. Nhìn thái độ của Hằng, Chris gào lên. Cái loại con gái như mày tưởng như thế là hay à? Cũng chỉ là một cái chậu người ta mượn nơi để trồng hoa thôi. Xong rồi cũng dứt xó. Cái loại con gái vì tiền mà bất chấp như mày, xã hội nhiều lắm. Đừng tưởng anh ấy quan tâm mà tưởng bở. Hay ho gì mà cứ thanh cao. Chris nói chưa hết câu đã lao vào túm lấy Hằng. Hằng chưa kịp phản ứng lại thì Tường rất nhanh đẩy mạnh Chris ngã sang một bên. Hằng ôm bụng thở dốc, suýt nữa thì hại đến hai đứa bé rồi. Tường nhìn Hằng không vấn đề gì mới thở phào nhẹ nhõm. Anh phóng ánh mắt như dao phay đến Chris, phẫn nộ quát lên. Chưa bao giờ Hằng nghe anh to giọng và giận dữ như vậy. Chú Vika, lôi ngay con Chris ra khỏi phòng.
Dì nụ vứt hết quần áo của cô ta ra đường, không trả tiền công một xu nào hết. Dì nụ tức điên lên, chạy lại nắm tóc Kristen lôi sần sệt. Bố cái con mất dạy này, suýt nữa thì cháu tao á nó mắc oan rồi. Đi ngựa, cút ra khỏi nhà này nhá. Tao mà thấy le ve gần nhà tao á, tao tát cho văn mỏ mày nghe chưa con điên. Bơ làng nước ơi, các bà hàng xóm Việt á đến đây mà coi này. Nay cạch mặt con này ra nhé. Thuê nó rồi á, nó chị em, nó chén mẹ cái kem của chị luôn đấy. Cái loại tí tuổi đã muốn gả tình này, phải muối như muối con cám. Chửi xong chưa đã cái nư, dì nụ chạy vào phòng Chris, lôi vali quần áo, hả hê dắt hết ra ngoài sân. Hằng đứng ở thềm, cứ ngoác miệng cười khùng khục. Dì nụ không xông vào, thì cô đã tán cho vài phát rồi. Tự dưng đang yên đang lành, giẫm phải cái đinh. Dì nụ hay thật, đúng là có khiếu gian thơ, chửi còn hay hơn hát. Một cái Tết xa nhà của Hằng không có gì đặc biệt. Hà Lan chênh lệch với Việt Nam 5 múi giờ đồng hồ. Mọi người đến đại sứ quán để đón giao thừa cùng cộng đồng người Việt. Chỉ còn mình cô và chú Vi Ca. Ngoài giường, chú Vi Ca đang đóng gói bánh chưng và chuẩn bị đồ barbecue cho tiệc ăn mừng năm mới. Mùi lá dong thơm lừng theo chiều gió thổi vào tận vườn hoa, càng khiến nỗi nhớ nhà tăng lên gấp bội. Giờ này ở Việt Nam, chắc là mẹ đã chuẩn bị mâm cỗ đón giao thừa và mâm cơm cúng cho bố. Mới đó mà đã gần một năm ngày giỗ bố. Xuân này cô không về mà giỗ bố cô cũng không thể có mặt. Hằng ngồi ở bàn gỗ dưới mái hiên, nhớ nhà đến không thể kiềm chế được cảm xúc. Viền mắt cô hồng lên. Làm sao thế? Nhớ Việt Nam à? Một chiếc khăn giấy đưa lên trước mặt, Hằng lau nước mắt sụt sịt. Tôi tưởng anh đi ăn tất niên hội đồng hương với gì chứ. Tôi ở Việt Nam, làm gì mà phải đi hội đồng hương. Anh Tường, tôi cảm ơn. Không có gì, tôi lo cho hai đứa nhỏ. Nhà này không chứa những người có tâm địa. Thì tôi vẫn cảm ơn. Nếu không có anh, thì tôi cũng không tìm ra được ai đã hại mình. Suýt nữa thì không lấy được tiền. Tường phì cười, rốt cuộc cũng là tiếc tiền, cho nên mới bấm bụng cảm ơn. Cô cần tiền lắm mà. Đời ai mà không cần tiền đâu. Mà thôi, chuyện của tôi dài lắm, con nói anh cũng không thể hiểu hết được đâu. Ánh mắt Hằng thoáng buồn, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại dáng vẻ hoạt bát ban đầu. Tường cũng không hỏi gì thêm. Ai cũng đều có một bí mật riêng khó nói, tốt nhất nên tôn trọng họ. À, lì xì cô, chúc năm mới vạn điều thắng lợi, ngàn điều như ý. Hằng cầm phong bao lì xì đỏ trên tay, ánh mắt lấp lánh niềm vui. Cứ ngỡ 21 tuổi không còn được nhận lì xì nữa. Nhưng cô lại không chuẩn bị phong bao lì xì cho mọi người. Cảm ơn anh, tôi không kiếm được bao lì xì ở đâu cả, để chiều tôi gấp rồi lì xì cho anh sau. À, không cần, cô cứ dưỡng thai khỏe mạnh vui vẻ là được. Hằng không nói gì nữa, ánh mắt dõi theo nồi bánh chưng đang bập bùng lửa cháy ngoài giường. Trong đầu cô là những suy nghĩ về tin tức của công ty bố ngày hôm nay trên báo Việt Nam và những kế hoạch trong tương lai cô sẽ thực hiện. Còn Tường suy nghĩ về những điều Hằng nói. Rất cần tiền để lấy lại những thứ đã từng thuộc về mình. Mơ hồ một điều gì đó quen thuộc mà không nhận ra. Điện thoại trong túi Tường rung lên, nhưng anh chẳng hề nhận thấy. Dần sáng dịu dịu từ đèn cao áp chiếu xuống đỉnh đầu của cả hai. Hai người im lặng ngồi ở nơi ấy, không khí hài hòa và đầm ấm của ngày Tết đoàn viên. Hằng ngồi một lúc, đến khi sương xuống thì đi vào nhà. Cô cầm sách của bà bầu đọc, rồi thì thầm trò chuyện với hai đứa bé, đoán già đoán non xem con đang thức hay đang ngủ, có khỏe lắm không. Người ta bảo những tháng cuối con có thể nghe thấy tiếng mẹ nói và có thể giao tiếp với mẹ nữa. Cô xoa xoa tay vào bụng. Bé ngoan của mẹ ơi, quần áo, chăn màn, mọi thứ đều đã sắm sửa đủ cả rồi, chỉ còn đợi con nữa thôi đấy. Con ra đời khỏe mạnh, để mẹ còn về với mẹ của mẹ ăn một cái Tết thật đầm ấm nhé. Hằng thèm Tết Việt quá. Sinh hai đứa ra rồi, cô sẽ về thăm mẹ một chuyến.
Ngày mùng 3 Tết, Tường bay về Việt Nam. Kiều Oanh đã vào Sài Gòn diễn nên anh lại phải về nhà. Căn hộ trống trải và lạnh lẽo, không có chút gì là không khí Tết, khiến anh có phần buồn chán. Không có việc gì làm, lại qua văn phòng luật sư. Ở đây còn có không khí của ngày Tết hơn. Cây đào thế nở rộ rực rỡ đặt ở sảnh, câu đối treo dọc lối vào. Tường chợt bật cười, nghĩ lại vài ngày trước ở Hà Lan, dì Nụ và Hằng cắt cắt dán dán những bông hoa đào gắn lên cành củi khô. Cây trò như học sinh tiểu học mà hai dì cháu tiếu tích cả buổi trời. Kể cũng lạ, dì Nụ là một người tính nết đỏng đảnh sáng nắng chiều mưa. Từ trước đến nay chưa từng hợp với một ai, kể cả mẹ anh cũng còn đôi ba lần khó chịu. Vậy mà cô gái mang thai hộ kia đến một cái là thân thiết được ngay. Bỗng nhiên, Tường thấy tò mò về đời tư của cô gái đó. Tường hì hục mang đống hồ sơ để lên bàn. Gần một năm, bao nhiêu là tài liệu. Rất may là anh đã bắt nhân viên phân loại theo từng tháng. Cuối cùng cũng tìm được. Hồ sơ của Hằng không có gì nhiều. Đơn giản là một bản sơ yếu lý lịch sơ sài và mấy tấm bằng. Không có bản sơ yếu lý lịch chi tiết. Chẳng lẽ trợ lý của Kiều Oanh làm ăn thiếu cẩn thận vậy sao? Tường vào Facebook dì Nụ, tìm Facebook của Hằng rồi gửi lời mời kết bạn. Trang cá nhân của cô cũng không cập nhật gì nhiều. Hỏa hoạn lắm mới đổi một bức avatar và mấy bức ảnh chụp ở giường nhà anh. Anh kéo xuống, tay rê chuột dừng lại. Có một lần cô ấy chuyển avatar hình bông sen trắng nền đen. Dưới bức ảnh là hàng trăm bình luận chia buồn. Lạ thay, lại còn có những người bình luận hả hê. Nào là của thiên trả địa, chết ở bệnh viện còn hơn trong tù, và nhiều loại tin nhắn công kích khác. Tường dội vào Google tìm cái tên Đồng Vi Hằng. Hàng loạt kết quả hiện ra khiến anh giật mình. Đồng Vi Hằng là con gái của ông Đồng Tiến Long, giám đốc công ty bất động sản Long Len, tội phạm thương mại đã chết trước khi hầu tòa. Anh thừa người ngồi ngửa về phía sau ghế da, bỗng hiểu ra vì sao cô ấy từng có cuộc sống sành điệu sung túc mà lại chịu mang thai hộ. Nếu như không có vụ hỏng thai của Kiều Oanh thì có lẽ anh đã làm luật sư bào chữa cho vụ kiện này. Vụ kiện đó không ai trong giới luật sư chịu thụ lý vì bên nguyên đơn không đủ tiền trả phí thuê. Hơn nữa, bên nguyên đơn cũng không có một điểm lợi nào để bào chữa. Thành ra, sau khi chuyện hỏng thai của Oanh dịu xuống, anh cũng không hề xem lại. Tường chợt thấy trong lòng mình khó chịu vô cùng. Có phải anh đã tước mất cơ hội từ tay mẹ con họ hay không? Thai đã gần đến tháng thứ 6, xuất hiện những cơn gò khiến Hằng cả ngày khó chịu, bụng to chèn đến bàng quang. Cả đêm cô không ngủ ngon giấc, rồi chuột rút, rồi chảy máu cam, đau lưng, vân vân. Đủ các triệu chứng của bà bầu khiến cô mệt mỏi. Những lúc thế này, Hằng mới ngắm được sự đánh đổi của người mang thai hộ như thế nào. Hằng ngồi dậy, tựa vào ô cửa sổ nhìn ra ngoài trời, nghĩ về những ngày tháng đã qua. Đồng hồ điểm canh năm, cô đứng dậy khoác áo đi ra giường. Vườn đông đã hừng sáng, hắt ánh nắng nhẹ nhàng tưới lên những ngọn hoa tulip. Cô ngồi vào chiếc bàn gỗ quen thuộc dưới mái hiên, trò chuyện với hai đứa trẻ một lúc, rồi áp tai nghe vào bụng để thay giáo. Bà Vân đứng trên tầng, vươn vai tập thể dục nhìn xuống, lấp ló qua những đóa hồng leo, nhìn thấy Hằng tay sờ bụng, miệng mỉm cười. Chân mày bà nhíu lại, rồi thở dài. Mang thai hộ không phải là một việc đơn giản. Bà nhìn xuống giường, ngó qua cuốn sách trước mặt Hằng. Không để cháu tôi ngủ sao? Hằng xoa xoa bụng tròn, nhoẻn miệng cười. Dạ, nay lịch khám thai, cháu tranh thủ dậy sớm. Hôm nay, con Nụ làm bánh cuốn cô thích đó. Dân à, để cháu vào phụ dì ấy. Không cần đâu, con Nụ nó làm quen rồi. Cháu cũng biết làm mà, tuy không ngon bằng dì Nụ, hồi còn du học ở Anh, thi thoảng cháu cũng làm ăn cho đỡ nhớ nhà. Bà Vân nhìn cuốn sách đặt trên bàn gỗ, như có như không mà nói. Cứ cố đấm ăn xôi vào mấy cái cổ phiếu penny đó, thì càng ngày sẽ càng lụng bại mà thôi. Một tia sáng xoẹt qua đầu Hằng, cô mừng rỡ nhưng cố kìm lại,
dè dặt nhìn bà Vân. Dì ơi, vậy cháu nên mua vào cái nào? Đây là cổ phiếu công ty cũ của bố cháu, cho nên... Cô nghĩ là có mấy cổ phiếu đó thì cô chen chân vào được công ty đó sao? Cháu đã đổ 200 triệu vào đó rồi, cháu cứ nghĩ sẽ lên được giá, nhưng... Nói đến đó, giọng Hằng nghẹn lại, cô cảm thấy tủi thân và uất ức nơi cổ họng. Nghĩ đến công ty của bố đang lao đao mà mình lại trơ mắt đứng nhìn, cô buồn lắm. Giá mà trước đây nghe theo lời bố đi học kinh doanh, thì bây giờ có phải sẽ có khả năng cứu được công ty không? Bà Vân nhìn con bé cũng thấy mũi lòng, bà thở dài. Tự dưng từ cái hôm con bé tặng vòng cổ, bà lại thấy nó có chút đáng yêu. Dù có mua được bao nhiêu cổ phiếu penny, nhưng không tiềm năng thì cũng vớt. Gọi là muối bỏ biển, có khi còn bị bốc hơi sạch không còn gì đâu. Lúc đó ngồi mà khóc. Dì ơi, vậy cháu nên làm thế nào à? Mục đích muốn vào DK để làm gì? Trả thù người đã cướp tài sản của bố cô. Hàng ghi chặt cuốn sách. Bà Vân đã biết hết hoàn cảnh của cô rồi. Cô cụp mắt không trả lời. Một lúc sau ngẩng đầu lên, chậm rãi nói. Không phải trả thù, mà cháu muốn lấy lại những gì thuộc về mẹ con cháu. Cô không nghĩ tới bố cô tình nguyện dâng tài sản cho người tình à? Nếu có như vậy thì cháu cũng phải lấy lại phần của mẹ con cháu. Trên giấy tờ hợp pháp bà ấy không có quyền. Cứ dính vào tình yêu là có quyền phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác sao? Vì bà ấy mà cháu không được đi học tiếp, mẹ và em cháu phải vào cô nhi viện sống. Cháu không bao giờ tha thứ cho loại người đó. Bà Cẩm Vân thở dài thường thượt. Có lẽ việc mang thai hộ cũng là nằm trong kế hoạch của nó. Nếu như để nó như con thiêu thân nướng hết tiền vào chứng khoán thì muôn đời cũng không thể ngóc lên nổi. Thôi thì bà làm phước một lần cho hai đứa cháu trong bụng. Tôi nói thế này để cô hiểu. Chơi cổ phiếu vô cùng nguy hiểm nếu nhà đầu tư không có kiến thức. Sao cô không đầu tư vào một đơn vị nào đó có tiềm năng? Cô biết câu lấy ngắn nuôi dài chứ. Nhưng nếu cháu bỏ tiền mua cổ phiếu giá trị cao hơn thì cháu không còn tiền nữa. Cháu còn rất nhiều việc cần làm. Bà Vân bực bội thở hắt ra một hơi. Chưa có đứa nào mà bà phải chỉ bảo đến thế này vẫn còn chạy cối mà cãi. Đừng đầu tư cổ phiếu DK nữa. Mua mã nào giá vừa phải nhưng có tiềm năng đi. Chịu khó tìm hiểu báo cáo tài chính của các công ty. Cơ hội bán ra sẽ rất lớn. Tôi cá với cô, thời gian tới DK sẽ không ngóc nổi đáy đâu. Hằng hồ hởi trong lòng. Cô đã gặp được một chuyên gia chứng khoán rồi đây. Bây giờ phải làm cách nào để bà ấy có thể chỉ bảo cho mình. Thậm chí là dùng tiền của cô lên sàn cũng được. Mắt Hằng lấp lánh, xoẹt qua ánh sáng rạng rỡ, rồi rất nhanh lấy lại vẻ rụt rè, nhút nhát. Dì, cháu học ngành thời trang, cháu thật sự không biết về cái này. Lúc nãy cháu còn định bỏ thêm 200 triệu nữa. May có gì giải thích, không thì cháu cháy hết rồi. Tiệm công ty thời trang mà mua, giỏi cái gì thì dùng cái đó. Bà Vân cầm túi xách hàng hiệu đi ra khỏi nhà. Bà còn có hẹn với bạn bè trong khu. Hơi đâu mà giảng giải với đứa trẻ ngốc nghếch như vậy. Hằng nhìn theo khắp khởi mừng thầm. Chỉ một câu nói của bà Vân đã giúp cô nhận ra điểm mạnh của mình ở đâu. Đúng là hãy đưa sở trường ra thi đấu, chứ không nên cố đấm ăn xôi cải thiện sở đoản. Tiếng tinh tinh điện thoại trên bàn. Hằng ngó sang là tin nhắn của Kiều Oanh. Dạo này cô và chị ấy khá thân thiết, thường xuyên chat Facebook. Cũng chỉ là câu chuyện hàng ngày đang làm gì, mang thai có vất vả không. Rồi Hằng kể chuyện cô đang chơi cổ phiếu, tìm kiếm mã tiềm năng. Kiều Oanh nhắn tin với Hằng cười khúc khích. Tường nhìn sang, sóng mắt hơi dao động khi nhìn thấy avatar. Em dạo này thân với cô gái kia quá nhỉ? Cô ấy nhắn gì vậy? Không có gì, em hỏi thăm con mình thôi. Kiều Oanh cười rồi tắt điện thoại. Tường nhìn đến dòng chat cuối cùng, khựng lại một chút. Anh nghiêm mặt đẩy Kiều Oanh ra. Oanh à, em làm cái gì vậy? Kiều Oanh giật mình. Hai năm yêu cho đến giờ, chưa bao giờ Tường nói nặng cô một câu. Cô nhìn người yêu, cong môi hờn dỗi. Anh làm gì mà nghiêm túc với em vậy? Cô ấy hỏi, thì em nói thôi. Em đã từng đổ tiền vào mã cổ phiếu đó, mất sạch tiền bạc. Bây giờ lại bày cho người ta tìm chỗ chết sao? Vì em thấy công ty đó giờ tiềm năng,
tuần vừa rồi đã nhích lên rồi. Tiềm năng cái gì? Lên được 0,2% là tiềm năng. Được rồi, vậy thì không bảo nữa. Là em suy nghĩ đơn giản. Đừng giận em nữa mà. Hôm nay em nghỉ diễn để ở nhà trọn một ngày với anh đấy. Không khí đen vui tươi đột nhiên căng thẳng và ngột ngạt. Tường đưa tay mở cúc áo trên cùng. Anh thấy hơi choáng đầu và muốn ở một mình. Em nghỉ ngơi đi, anh vào soạn hồ sơ cho vụ kiện tuần tới một chút. Tường đi vào phòng sách đóng cửa lại. Anh nhìn đồng hồ, tay cầm điện thoại xoay xoay trong tâm tình hỗn loạn. 10 giờ sáng, đúng giờ cao điểm giao dịch, cô gái ngốc nghếch kia chẳng phải là đã đốt tiền vào mã cổ phiếu đó rồi chứ? Anh nhìn tập hồ sơ điều tra của ông Long trên bàn. Vợ ông ấy đang làm phụ bếp trong cô nhi viện. Con trai nhập trường cô nhi viện trước thời điểm hàng sang Hà Lan một tuần. Anh lờ mờ đoán ra ý đồ của cô gái ấy, muốn kiếm tiền bằng mọi cách. Chắc chắn hàng không hiểu, thương trường chẳng khác nào chiến trường. Nếu không có kiến thức về kinh tế mà lao đầu vào thương mại, có khi chỉ vài ba giây sẽ mất trắng. Hằng đang ăn uống linh đình, không buồn để ý đến điện thoại. Thai đã đến tháng thứ 7, không còn ngán ngẩm nữa. Đến giai đoạn này, cô đã ăn thùng uống vại, không biết no là gì. Được cay, dì nụ chiều chuộng hết mực. Ngày nào cũng nấu đủ các món Á Âu, chăm bẩm hai đứa nhỏ trong bụng. Ăn đi con, ăn cho béo thân cò. Hôm nào trả hai đứa, còn gom được tí thịt cho mình đỡ thiệt. Hằng nghe dì Bích Nụ nói, buồn cười. Nhưng cũng chạnh lòng một chút, chỉ còn độ hơn nửa năm nữa là cô phải xa dì Nụ, xa ngôi nhà này và xa cả hai đứa trẻ nữa. Dì Bích Nụ này, sau khi con trả hai đứa bé rồi, thi thoảng con sẽ qua thăm dì. Nếu hai đứa bé này sống ở đây với bà chủ và dì thì tốt quá. Là con Oanh, nó sẽ thả hai đứa bé ở đây cho dì nuôi. Nó là nghệ sĩ, làm gì biết chăm con. Đẻ còn không muốn nữa là chăm. Chị ấy cũng có nỗi khổ riêng mà. Có phụ nữ nào không muốn đẻ đâu dì. Ôi giời, cái con đấy á, dì độc vị nó luôn. Chả hiểu sao á, chị Vân lại mê nó được. Nó người dùng cao đấy, khéo có khi bỏ bùa chị ấy rồi. Dì đúng là khéo tưởng tượng. Người dưới xuôi á, có khi á còn kinh hơn người dùng cao ấy. Ồ, thằng cu tượng gọi cho dì này, mai cháy nhà cho mà xem. Dì Bích Nụ bỏ con tôm hùm xuống đất, lấy ngón trỏ chạm vào điện thoại một cái. Camera hiện lên, Hằng liếc sang, gật đầu chào anh, rồi lại tiếp tục đưa càng tôm lên miệng nhai. Lần nào gọi video cũng thấy ăn, cô dùng điện thoại chỉ để lên sàn chứng khoán thôi hả? Con anh nó đói thì tôi phải ăn chứ biết làm sao. Con anh nó vẫn khỏe mạnh, không phải lo. Tôi chăm giỏi lắm, rồng đất gọi tôm hùm có việc gì đấy. Cô đã mua cổ phiếu ROSE nào chưa? Hằng ngừng hành động nhai lại, suy nghĩ thật nhanh. Anh ta hỏi làm gì vậy nhỉ? Có lẽ nghe từ chị Oanh rồi. Tôi chưa, đang định ăn xong thì xuống tiền. Dừng lại, không được bỏ vào đó. Sao vậy? Vợ anh nói ROSE sẽ tăng thêm mấy điểm nữa cơ mà. Có một số vấn đề về ROSE Oanh chưa cập nhật. Ngày mai sẽ là đợt rung lắc của nó. Hai hôm nữa, dệt may DP sẽ tăng thêm 3-4 điểm. Hôm nay cô bỏ ít tiền vào đó đi. Nhưng đó là cổ phiếu mid cap, giá trị trung bình. Cô muốn lời nhanh hay tiền chết? Đừng lúc nào cũng ham rẻ. Tôi không muốn cô hết tiền lại nhảy sông Hồng ảnh hưởng đến con của tôi. Cứ làm đi, lỗ tôi chịu. Tường tắt máy rồi, mà đầu óc Hằng vẫn ngẩn ngơ trong đống cổ phiếu hỗn độn. Cô chẳng thấy cái công ty kia có tiềm năng gì mà anh ta chắc nịch nó sẽ tăng được 3-4 điểm. Dì Bích Nụ bên cạnh vừa nhai tôm vừa nói. Nghe nói chị Vân với thằng Tường giàu vì chơi cổ phiếu đó. Chị Vân giỏi lắm, hồi trước còn đứng ra lèo lái công ty giúp bố thằng Tường. Ai ngờ ông ta lại cặp bồ. Đúng là khi bình yên, người ta thường quên lời thề trong gió bão. Thật hả dì? Chứ dì có nói dối mày bao giờ chưa? Hóa ra là dì Vân cũng có nỗi khổ như mẹ cô. Phụ nữ là cái giống gì mà phải chịu đựng như thế? Cũng may mà dì Vân có cuộc sống sung túc, còn đỡ buồn. Chứ như mẹ cô thì... Bây giờ, suốt ngày chỉ ở trong bếp, bận luôn chân luôn tay. Chẳng biết đến lúc nào
cô mới có thể đỡ đần cuộc sống của mẹ nữa. Bên kia, Tường gấp rút lật lại hồ sơ vụ kiện của bà Diễm. Anh xem rất kỹ báo cáo thuế của Long Len 2 năm về trước. Đúng là số liệu trùng khớp hoàn hảo. Chữ ký xuất nhập hoàn toàn của ông Long đã được giám định. Như vậy là chính tay ông Long đã ký, chứ không phải ai khác. Ông Long bị kết tội lạm quyền thương mại trong dự án liên doanh với nhà nước và làm thất thoát của nhà nước hàng ngàn tỷ đồng. Số tiền bán đất đó lại không được chia đều lợi nhuận cho các cổ đông, và chắc chắn ông ta tẩu tán cho người tình là bà Diễm. Có hai giả thiết xảy ra. Ông Long yêu bà Diễm thật sự và muốn chu cấp cho người tình. Giả thiết thứ hai, bà Diễm tác động tẩu tán tài sản của ông Long. Nếu trường hợp thứ hai thì chắc chắn có khe hở. Tường bỗng thấy rất thương mẹ con Hằng. Nhiếp chính hợp pháp qua một đêm đã bị đá bay ra đường không còn gì trong tay. Bị gián danh con của tội phạm không dễ gì phát triển ở các cơ quan nhà nước, nhất là ngành lực lượng vũ trang. Anh nghĩ về những lá cổ phiếu của Hằng nhằm mục đích len vào được công ty của bố. Tuy nhiên, để lật lại thế cờ trong cuộc chơi này, một mình Hằng là không thể. Công ty dưới thời bà Diễm nắm quyền ngày càng làm ăn thất bát. Tình hình như vậy, chỉ vài năm nữa thôi sẽ sụp đổ hoàn toàn. Ngày hôm sau, Tường đặt vé vào Sài Gòn, phải có được thông tin từ vợ con ông Long. Bà Hiền đang đeo tạp về tất bật nấu bánh cho lũ trẻ. Nghe nói có luật sư đến về vụ kiện ngày trước, dội vàng đi ra. Tường nhìn qua bà Hiền, có thiện cảm ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Gương mặt đầy tròn phúc hậu của một người đã từng là mệnh phụ phu nhân. Hàng giống mẹ, rất giống. Đi cùng bà là một thiếu niên trẻ tuổi, ước chừng học cấp 3, mặt mũi sáng sủa hiền lành, có nét giống ông Long hơn bà Hiền. Tường đứng dậy, lễ phép bắt tay bà và đưa danh thiếp. Cháu chào bác, cháu là luật sư Thạch Vĩnh Tường, cũng là bạn của Hằng. Ngày trước vụ kiện của bác, đáng ra cháu là người thụ lý, nhưng cháu có việc bận nên không nhận. Bây giờ cháu muốn lật lại vụ kiện. Bà Hiền mừng rỡ, nhưng ánh mắt bà rụt lại. Bà ngần ngại, không biết phải trả lời thế nào. Bây giờ nhà bà còn đồng tiền nào nữa đâu, lấy cái gì để trả phí đây? Dường như Tường đọc được suy nghĩ của bà Hiền, anh nhìn bà, cười nói. Cháu là bạn của Hằng, cho nên chuyện phí dịch vụ, bán không cần quan tâm, với lại chú Thu cũng là thầy dạy của cháu. Bà Hiền suy nghĩ một lúc, rồi từ tốn. Cảm ơn cậu rất nhiều, mong cậu dồn sức giúp chúng tôi vụ kiện này. Chúng tôi không dám nhờ cậy một luật sư có tiếng như cậu giúp không công, cho nên sẽ cố gắng chi trả nhiều nhất, trong khả năng có thể thôi. Tường có chút ngưỡng mộ người phụ nữ này. Dù đã rơi xuống tầng lớp nghèo, nhưng lòng tự trọng của bà vẫn còn nguyên. Dường như sự mạnh mẽ của cô gái kia là di truyền từ người mẹ. Được rồi bác, chuyện đó tính sau. Phí thì cũng chỉ bằng tiền trà nước thôi. Chúng ta vào việc chính đã, cái này còn quan trọng hơn nhiều. Tường bắt đầu đặt ra những nghi vấn và mẹ con bà Hiền giải đáp. Ghi chép hết nửa cuốn sổ cá nhân thì đã đến tối. Bà Hiền nàng nàng mời anh ở lại ăn bữa cơm. Đây cũng không phải là lần đầu tiên Tường đến cô nhi viện nhà may. Trước đây, anh cũng đã thụ lý một vụ kiện cho con gái của viện trưởng, thành ra đã quen mặt với mọi người. Vậy là quen lại càng thân. Anh ngay lập tức đồng ý. Anh cũng muốn tạo chút mối quan hệ gần gũi với nguyên đơn để khai thác thông tin được tốt hơn. Hiếu này, chị Hằng em á, du học gì bên đấy? Chị em vừa đi làm au pair, vừa đi học ngành thời trang bên anh, còn 3 năm nữa mới xong. Chị em có hay gọi về nhà không? Rồi tiền học của em ai lo? Chị Hằng lo chứ ai? Chị ở đỡ gia đình bên đó, có lương mà anh. Mỗi tháng gửi về cho em học thêm, còn thi đại học nữa. Miếng cơm trong miệng Tường bỗng dưng nhạt thết. Cô gái hay nói hay cười vô tư, hóa ra không phải như vậy. Gánh nặng trên vai còn có mẹ và em. Kiều Anh đã về ngoài cổng, chải lại tóc tai, chỉnh lại quần áo, rồi bấm chuông cửa. Tường vừa mở cửa, Kiều Anh đã nhảy lên ôm cổ anh.
chồng ơi, nhớ chồng quá. Tường gỡ tay Kiều Oanh ra, nhíu mày. Em đổi nước hoa à? Cái mùi này hắc quá, không hợp với em chút nào. Em thử thay đổi chút thôi mà. Em thấy cũng thơm, ấn tượng. Em đi vào tắm rửa thay đồ cho đỡ mùi đi. Kiều Oanh tắm xong đi ra, thấy Tường vẫn ngồi bên bàn uống nước, chăm chú đóng giấy tờ trên bàn. Gương mặt anh lộ vẻ nghiêm túc và căng thẳng vô cùng. Dáng vẻ này của anh là khi gặp những vụ án cực kỳ khó. Kiều Oanh ngồi xuống bên cạnh, nhìn vào đống giấy tờ, sắc mặt bỗng nhiên thay đổi. Anh Tường, anh làm cái gì vậy? Anh đang xem nốt hồ sơ. Em đi ngủ trước đi. Anh làm nốt rồi vào với em nhé. Tường cầm cây bút nhớ, đánh dấu vào cột vận chuyển tháng 5 trong sao kê ngân hàng của bà Diễm. Trong đầu vẫn là đống số má lộn xộn, chẳng hề để ý đến người yêu bên cạnh. Kiều Oanh tức giận, giật tập hồ sơ trên tay anh ném xuống đất. Anh làm sao thế? Anh ngày càng lạnh lùng, cái này hơn người yêu hả? Tường nhặt hồ sơ lên, kiềm chế, để không to tiếng với Kiều Oanh. Oanh, tình yêu và công việc là hai cái khác nhau, đừng làm hỏng việc của anh. Kiều Oanh tức giận, bù lu bù loa. Anh Tường, anh đừng có quá đáng. Tết anh sang bên Hà Lan ở nửa tháng, bây giờ anh lại giúp vụ kiện cho con bé kia. Có liên quan gì mà anh lại bên nó chầm chập vậy hả? Tường thoáng ngạc nhiên, nhìn Kiều Oanh chầm chầm. Làm sao em biết anh lật lại vụ kiện của bố Hằng? Em... làm sao mà em không biết được? Nhất cử nhất động của anh, em biết hết. Anh làm gì suốt ngày cứ bên cô ta chầm chập vậy hả? Em đừng có nói linh tinh. Em tạo scandal đánh bóng tên tuổi qua lại với bao nhiêu người. Anh đã bao giờ ghen tuông gì em chưa? Anh giúp người ta thì sao? Người ta cực nhọc mang thai hai đứa con của em đấy. Anh hoàn toàn trong sáng trên danh nghĩa công việc. Tường bắt đầu nặng giọng. Kiều Oanh bực bội hét lên. Trả một đống tiền để mang thai hộ, chứ mang không hả mà ơn giấy huệ. Đó là giao dịch thương mại, đôi bên cùng có lợi. Anh đừng có suốt ngày ơn. Oanh, em nói cái gì vậy? Còn không phải sao? Mẹ con nhà nó không đủ tiền trả phí, mà anh nó lại tự nguyện lật lại vụ kiện free. Anh nói đi, em tin kiểu gì? Tin anh kiểu gì đây hả? Oanh, em vào phòng ngủ đi. Anh không muốn tranh cãi. Nói rồi, Tường giơ đống hồ sơ trên bàn, đi ra ngoài bàn uống nước ở ban công, ngồi xuống tiếp tục làm việc. Kiều Oanh ở trong này phát điên lên, cầm đồ ăn trên bàn ném loạn xạ. Anh mệt, cô không mệt sao? Cô đi quay phim từ sáng đến tối giữa cái thời tiết 40 độ ở Sài Gòn, về nhà chỉ chờ đợi được người yêu ôm ấp mà an ủi. Tường không còn ấm áp như xưa nữa, anh thay đổi từ lúc nào? Kiều Oanh mặt hầm hầm, cầm điện thoại bấm lia lịa vào một dãy số rồi đưa lên tai. Cô không thể nào thua được, phải chiến thắng ở mặt trận này. Thai giờ đã đến tuần thứ 30. Gần đây, những cơn gò xuất hiện càng mạnh hơn, cho nên Hằng không ngồi được lâu. Joe là người trực tiếp siêu âm thai, nên Hằng cũng khá yên tâm. Bác sĩ tham khảo ý kiến của gia đình sẽ quyết định mổ lúc thai tuần thứ 34. Tuy nhiên, cũng không thể loại trừ cô sẽ sinh sớm. Joe chỉ muốn Hằng sinh thật nhanh, rồi trả con cho gia đình kia, để cô có một tâm thế thoải mái, thì anh mới mong mình theo đuổi thành công. Hằng thăm khám xong xuôi, dì Bích Nụ đã chờ sẵn bên ngoài. Con lên xe đi về nhà, hôm nay tâm trạng của chị Vân không tốt lắm. Sao vậy dì, có chuyện gì sao? Chị ấy nói dì không được nói với con đừng nói với ai đấy. Hằng nhìn mặt dì Nụ vô cùng căng thẳng. Thế này là có chuyện gì rồi? Sao vậy dì? Dì nói đi mà, nhất định con sẽ giữ kín. Thằng Tường và con Oanh cãi nhau, con Oanh gọi điện qua từ sáng sớm, khóc lóc ỉ ôi khiếp lắm. Trời, đến nỗi vậy sao à? Dì có nghe ngóng được chuyện gì không? Dì không, con Oanh nó nói lỗi tại con. Hằng giật bắn cả người. Cô làm gì mà lỗi tại cô? Mới gặp anh ta được hai lần mà cũng có tiếp xúc gì nhiều đâu. Tự dưng Hằng cảm thấy lo lắng quá. Cô hối dì Nụ lái xe nhanh về nhà. Dì Nụ nhìn sang gương mặt xanh xao của Hằng cũng lo lắng không kém. Chị Vân quyết định không hé nửa lời,
là bà nghe trộm con Oanh nói là thằng Tường làm gì đó. Dì thì không tin cái con Oanh quỷ quyệt kia đâu, chỉ thấy tội cho con bé Hằng. Tự dưng sau quả tạ chiếu, dì dội nhấn ga nắm chặt vô lăng. Trời đã vào hạ, có nắng nhưng cũng là mùa chịu ảnh hưởng của những cơn mưa chiều lại. Thành phố Apudon phủ đầy kênh rạch, càng làm không khí ẩm ướt hơn. Dì cảm thấy bánh xe ô tô có chút trơn trượt, thiếu ma sát. Hằng nhìn con đường dài phía trước, quay sang. Dì Nụ ơi, con... Dì Nụ đang chìm trong suy nghĩ, giật mình phanh gấp ở đoạn cua. Rồi dì bẻ ngoặt tay lái tránh chiếc xe đi ngược chiều phía trước. Hằng hốt hoảng ôm lấy bụng mình. Sau đó là một âm thanh lớn vang lên. Chiếc xe đâm trúng gốc cây rồi dừng lại. Việt Nam 11 giờ đêm, Tường đứng ở ban công nhìn xuống đường, tay anh di di thái dương mệt mỏi, cố đẩy tiếng khóc lóc của Kiều Oanh ra khỏi đầu. Ngày hôm qua, anh còn phát hiện ra trước Tết, Kiều Oanh sai nhân viên dọn dẹp hồ sơ của ông Long dứt đi. Giờ nghĩ đến mới thấy lạ, vì từ trước đến giờ, Oanh chưa bao giờ quan tâm đến công việc của anh như vậy. Không lẽ cô ấy lại ghen tuông đến mức đó? Anh không nói với Kiều Oanh, bởi anh không muốn cô ấy lại gây hấn và mối quan hệ giữa hai người thêm căng thẳng. Nhưng Oanh lại gọi sang Hà Lan khóc lóc với mẹ anh, bà lại gọi điện thoại ngược lại mắng vốn. Điện thoại trên bàn rung bần bật mấy hồi, lại là mẹ. Tường chán nản áp lên tai. Ngày hôm nay đã mấy cuộc rồi, quay đi quẩn lại cũng chỉ là cái chuyện giảng hòa thay cho Kiều Oanh. Anh thật sự có chút mệt mỏi. Bà Vân nói gì đó khiến anh buông điện thoại xuống sàn cái cạch. Tường chạy vào phòng cầm áo khoác lao ra khỏi căn hộ. Kiều Oanh chạy theo níu lại. Anh đi đâu đấy? Hằng và dì Nụ gặp tai nạn rồi, anh ra sân bay. Anh điên hả? Giờ là 11 giờ đêm đó, bên kia có mẹ Vân, anh lo gì thế? Lại lo cho nó à? Tường hơi sững người, chưa thể tiêu hóa trước thái độ của Kiều Oanh. Tường nuốt cục nghẹn ở cổ, nhìn thẳng vào Oanh. Cô ấy đang mang thai con của em đấy, em không lo lắng gì cho con của mình sao? À thì anh nói gì kỳ cục vậy? Thì anh cũng phải đợi sáng sớm mai, chứ giờ ai cho anh lên máy bay? Ngày mai em còn ra mắt bộ phim. Bỏ ra, để anh đi. Em không đi thì thôi. Kiều Oanh gần như phát điên. Bây giờ cô không nghĩ được gì nữa, chỉ nghĩ người đàn ông của mình đang quan tâm người khác. Anh vừa phải thôi, đang yên đang lành, anh giúp nhà nó lật lại vụ kiện, giờ nửa đêm nửa hôm chạy sang bên ấy. Anh có còn coi em là người yêu không hả? Oanh, chính em là người vừa phải chứ không phải anh. Nghĩ về những việc mình làm đi, đừng có múa rìu qua mắt thợ nữa. Bây giờ không phải là lúc để ghen đâu, con em đang nguy kịch bên kia kìa. Tường đóng cửa cái rầm, lái xe như điên vượt qua bao đèn đỏ tới sân bay. Ngồi ở sân bay 3 tiếng chờ bay như 3 thế kỷ, hàng trăm cuộc gọi sang Hà Lan không ai nghe máy. Anh chỉ biết được một tin tức là Hằng và dì Nụ đã được đưa vào phòng mổ. Chỉ còn biết cầu trời cô ấy không sao. Hai đứa con anh lần này sẽ không vấn đề gì. Bên kia, Hằng nằm trên bàn mổ, được tiêm gây tê để mổ bắt thai. Đầu quấn băng trắng, mặt mày say xước, mê man bất tỉnh. Cô bị dở ối và phải mổ đẻ gấp, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng của cả mẹ và con. Bà Vân và quản gia ngồi bên ngoài ghế chờ, lòng nóng như lửa đốt. Bà quay sang trách cứ. Tôi đã bảo ông đến đón nó, tại sao để con Nụ đi? Con Nụ nó là đứa nghểnh ngãng chảnh mãn nhất trên đời này. Cô Nụ nói đi mua sắm, tiện đường đón cô Hằng luôn, cho nên tôi... Cũng may đưa đến bệnh viện kịp, chứ không thì hai đứa nhỏ không biết thế nào. Ông về trong nhà đi, tôi ở đây chờ con Hằng tỉnh lại. Hai đứa trẻ đã được đưa vào lồng kính chăm sóc sâu sinh. Tận ngày hôm sau, Hằng mới tỉnh, đầu đau như bú bổ. Cô đưa tay lên vết băng trên trán, nhớ lại tất cả sự việc. Cô sờ bụng, hốt hoảng thấy bụng mình nhẹ bẩn. Hai đứa bé đâu rồi?
Không phải là vụ tai nạn làm cho hai đứa trẻ bị... Hàn lo lắng đến độ khóc nấc lên. Hai đứa trẻ trong bụng cô đâu rồi? Mới chỉ hơn 30 tuần thôi. Hàn dội chống tay ngồi dậy. Những vết khâu ở bụng đau đến xây sẩm mặt mày. Giờ cô mới biết đến cảm giác đau chết đi sống lại là thế nào. Cô dội lật áo lên nhìn, thấy một đường khâu dài như rắn vẫn còn đỏ loét. Cô rùng mình sợ hãi, Hàn hét đến lạc giọng. Cô đâu đâu rồi? Cô ơi! Nghe tiếng hét của Hàn, cô y tá tóc vàng quay lại, đi nhanh đến bên giường. Mẹ em bé đừng kích động, cô sinh sớm nhưng rất khỏe mạnh. Chúng tôi đã đưa hai bé vào nằm lồng kính rồi. Vậy là mình đã sinh rồi. Hàn lau nước mắt thở ra một hơi nhẹ nhõm, nhưng lại lo sợ vô cùng. Họ nói thật hay là dối cô đây? Cô muốn nhìn mặt chúng, cô phải nhìn xem thật sự có đúng như lời họ nói không. Hàn lại cố ngồi dậy, nhưng đau quá, không thể nhúc nhích được. Cô y tá đỡ Hàn xuống giường. Không được hoạt động, vết mổ mới khâu sẽ bột đó. Chúng tôi chiếu vài lần plasma nữa thì mới đi lại được. Thể trạng cô yếu lắm. Tôi phải thấy hai đứa trẻ. Cho tôi nhìn bé chút đi. Tôi không tin đâu. Đưa con đến cho tôi. Con của tôi. Joe bước vào. Anh cầm một cặp lòng cháo nóng hổi đặt lên bàn. Hàn đã tỉnh rồi à? Em yên tâm, hai bé khỏe khoắn, chỉ là ra khỏi bụng mẹ hơi sớm nên nằm lòng chiếu đèn để xương khớp cứng cáp hơn. Bây giờ không thể đưa hai bé đến đây, mà Hàn cũng chưa thể đi lại được đâu. Cứ nghỉ ngơi, nào, nghỉ ngơi nào. Chiều tôi sẽ giúp Hàn tập đi lại nhẹ nhàng, lúc nào khỏe thì đến gặp hai bé cũng chưa muộn mà. Giờ mà ngồi dậy là bụt chỉ vết mổ sẽ nặng đấy. Đúng là đâu thế này không thể đến chỗ hai đứa trẻ được. Nhưng còn dì Nụ nữa, không thấy dì Vân đâu. Có phải mọi người đang giấu giếm cô chuyện gì không? Anh Joe, vậy dì của tôi, dì Nụ. Dì bị gãy xương vai, đang nằm ở khoa phẫu thuật chỉnh hình. Em bị chấn thương ngoài vùng đầu, may mắn không quá nặng. Giờ chỉ cần chăm sóc vết rạch mổ đẻ cho tốt thôi. Vận động nhẹ nhàng để ổ bụng co bóp tống hết máu độc ra ngoài. Giờ ăn cháo nhé. Nằm mê man cả một ngày rồi, phải ăn cho lại sức. Anh Joe, thật không? Có thật là hai đứa trẻ và dì Nụ không làm sao không? Thật, tôi thề cô Chúa. Hàn ăn cháo đi, phải khỏe thì mới gặp con được. Hàn tạm tin lời Joe. Cô đang rất đói, cũng không từ chối nữa mà ăn ngon lành. Ăn hết tô cháo mới thấy người ngợm đỡ hơn một chút. Đầu giờ chiều, bà Vân vào. Bà xoay sở giữa hai phòng bệnh cũng mệt đứt hơi. Nhìn thấy Hàn đã có thần sắc mới thở phào một hơi. Hồi sáng dì phải chạy qua phòng con Nụ, cho nên nhờ bác sĩ Joe mua cháo cho con. Ông Vika nấu cháo yến mang vào cho con đây. Con cố gắng ăn nhiều để còn có sữa cho hai đứa nhỏ. Thấy trong người sao rồi? Vâng ạ, con cảm ơn dì. Con khỏe rồi, chỉ đau vết mổ nữa thôi. Dì cứ chăm cho dì Nụ đi, có y tá túc trực ở đây. Dì cho con sang thăm hai đứa bé được không dì? Hai đứa bé sinh non nên cũng chưa được cứng cáp lắm. Bác sĩ nói tầm một tuần nữa mới ra khỏi lồng kính được. Con cứ dưỡng vết mổ cho lành đi, coi đã có sữa chưa. Sữa ấy à, con không biết như thế nào là có. Bà Vân nhìn ngực Hàn, đứa trẻ này đúng là trẻ người non dạ, chưa biết gì. Con nặng sữa non ra bệnh ti để dì mang sang cho hai đứa nó ăn. Sữa non mà không uống thì phí lắm, hai đứa đang gào khóc bên kia. Hàn nghe nói đến hai đứa trẻ đang khóc, tự dưng thấy trong lòng dâng lên một cảm xúc rất lạ. Muốn khóc nhưng cố ngăn lại. Cô cầm bình ti quay mặt vào tường, lóng ngóng cởi cúc áo cố nặng. Những giọt sữa nhỏ màu trắng đột, nhẹ rơi rớt ra một ít. Massage xung quanh đi con, từ từ thôi, nó không phải cái dội nước, dặn một cái là ra đâu.
Mặt Hằng đỏ rờn xấu hổ khi bà Vân cứ nhìn mình giác sữa. May quá, Joe không ở đây. Cô cố nặng, nặng đến ngực đỏ rát, nhưng cũng chỉ được khoảng 1ml sữa. Nặng mãi không ra, Hằng cuốn đến độ phát khóc. Làm sao ngực căng thế này mà không có sữa? Được rồi con, đừng cố quá. Lát nữa y tá sẽ mang máy qua kích sữa. Mới mổ cho nên chưa có sữa thôi. Con nghỉ ngơi đi, để dì mang sang cho bé tập đi. Hằng nhìn bóng bà Vân đi ra cửa, không biết làm thế nào để đi theo. Cả thân dưới của cô chỉ cần cử động đã thấy như da thịt bị cắt xẻ mà xác muối. Bây giờ làm gì có sữa đây? Hằng dội vào mạng tìm cách gọi sữa về. Ở Việt Nam có rất nhiều bài thuốc, nhưng ở đây không có một công cụ nào cả ngoài massage. Cô lại mở nút áo, cố gắng nặn đầu ti, nhưng vẫn chỉ ra được vài giọt. Cô bất lực, ngồi khóc tu tu. Trong lúc đó, Tường xuống sân bay bắt taxi đến thẳng bệnh viện. 17 giờ trên máy bay, không được tin tức mới gì. Mẹ anh nhắn hai đứa trẻ đã được đưa vào lồng kính. Mọi người đã ổn cả, nhưng anh vẫn lo lắng không thôi. Tìm được đến phòng bệnh, mở cửa vào, thấy cô gái kia đầu băng trắng toát. Mặt mày chỗ tím chỗ xanh, nước mắt ngắn dài cầm bình sữa. Lòng anh bỗng chốc trùng xuống. Tường bước lại gần. Đau ở đâu? Hằng hốt hoảng ngẩng đầu lên, vội kéo lại áo che kín bầu ngực sữa. Sao anh đến đây được vậy? Làm sao lại khóc? Tôi không có sữa cho con bú. Tưởng cái gì? Ăn sữa bột cũng được mà. Có đau ở đâu không? Có đau ở đâu thì nói, đừng có giấu. Tường nhìn bụng Hằng, anh nghe nói mổ đẻ rất đau. Tôi không sao. Anh sang thăm hai đứa bé đi, chụp vài bức ảnh bé cho tôi xem. Tường qua phòng vô trùng nhìn hai đứa bé một chút. Một trai một gái, xinh xắn nhưng hơi nhỏ, có lẽ do sinh non. Bà Vân cho bình ti vào miệng hai đứa nhỏ, nhưng nó không chịu, khóc thét oa oa. Nó sao vậy mẹ? Cái miệng to ghê gớm, có vẻ không giống con, giống Hằng. Nó đẻ thuê, giống gì mà giống. Rồi hôm trước hai đứa có chuyện gì mà con Oanh gọi điện thoại sang đây ổn tổ vậy? Không có gì đâu, con bận rộn quá, không có thời gian quan tâm nên cô ấy dỗi hờn thôi. Dỗi hờn kiểu gì mà nó nói liên quan đến con Hằng? Oanh đa nghi thôi mẹ, con mới gặp Hằng được 2 lần thì có chuyện gì được. Mẹ nhớ chú Thu chứ? Có liên quan gì ông ấy? Trước đây chú ấy lật lại vụ kiện của vợ con một bị cáo, nhưng con từ chối. Ai ngờ bị cáo là bố của Hằng. Oanh thấy được con xem lại hồ sơ nên cô ấy hiểu nhầm. Làm gì thì làm, nhưng cũng đừng để tình cảm ảnh hưởng cả 2 người phụ nữ, khổ cả 3 người đấy. Con biết rồi mẹ, con vì công lý thôi. Ngày trước chỉ cần nguyên đơn trả nhiều tiền là sẽ nhận vụ kiện, giờ lại vì công lý. Vì vụ kiện đó con không nhận mà cả gia đình Hằng mất sạch. Mẹ và em cô ấy vào cô nhi viện sống, Hằng mang thai hộ để kiếm tiền. Mẹ mong con mẹ thành người tàn nhẫn sao? Bà Vân nhìn vào mắt con trai, nó vẫn bình thản trầm tĩnh như thường lệ. Nhưng bà nhận thấy gương mặt con có huyết sắc hơn thường ngày. Bà chỉ hy vọng lịch sử sẽ không lặp lại cuộc hôn nhân của bà và bố nó. Tường đi qua phòng Hằng, nhìn vào trong, thấy một y tá và nam bác sĩ siêu âm hôm trước, mỗi người một bên, đang dìu cô đi từng bước một. Anh đứng nơi hành lang, nhìn xuống vạt hoa dưới khuôn viên bệnh viện. Hoa gì mà giống oải hương vậy nhỉ? Mùi hương nhẹ hơn oải hương và trông mạnh mẽ hơn oải hương. Tường bỗng bật cười. Mình bây giờ lại còn có thú ngửi hoa. Chắc là sắp già rồi. Tin nhắn trừ thẻ Visa ở điện thoại rung lên. Anh trượt màn hình check. Tài khoản bị trừ 500 triệu. Trong tháng này, đây là lần thứ 3 Kiều Oanh rút tiền. Có chuyện gì mà cô ấy không nói? Kiều Oanh không phải là người ăn tiêu hoang phí. Cô ấy xuất thân từ một gia đình nghèo, không có bố mẹ ở với gì, vì vậy không hề giống với những ngôi sao trong showbiz. Anh yêu cô ấy vì điểm đó. Anh không hề tiếc tiền với Kiều Oanh, đưa thẻ của mình để cô ấy không phải lao lực chuyện kiếm tiền. Nhưng gần đây tần suất rút tiền khá nhiều và số tiền cũng lớn, vậy cô ấy làm gì không nói với anh?
Tập truyện của ngày hôm nay đến đây đã hết rồi. Khôi xin cảm ơn quý cô chú anh chị đã lắng nghe. Mong là những gì mà Khôi và tác giả mang đến sẽ giúp quý cô chú anh chị có những trải nghiệm thật ý nghĩa. Khôi mong được quý cô chú anh chị ủng hộ bằng cách like, share và đăng ký kênh ạ. Xin chúc cô chú anh chị ngủ ngon. Xin chào và hẹn gặp lại.